Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dự án sàn Zozo. Đây là một cái dự án đang có một cái chương trình BOTY mọi người nhé. iDrop thì mình thấy ở đây là kết thúc rồi ấy. Đấy, thì mình sẽ phải connect đến cái ví của mình đã nhé. Trước tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một cái ví MetaMask nhé. Đấy, xong đấy các bạn ấn vào connect nhé. Thì ở đây các bạn thấy là iDrop ở đây đã end rồi này. End hết rồi nhé. Chỉ còn cái bounty thôi mọi người ạ. Đấy, bounty ở bên này thì có rất là nhiều này. Cái này thì là finish rồi nhá, còn cái này thì đang có này. Đấy, ở đây thì ví dụ các bạn ấn vào claim tag ấy, thì ở đây nó sẽ có những cái nhiệm vụ như thế này. Ví dụ ở đây là các bạn flow Twitter ấy. Ấy, chạy đâu rồi? Vỗ tay đó. Nó tự dưng nó trôi ở đâu vậy? Đây hả? Bounty này. Chơi ạ, connect wallet chưa? Rồi. Đấy, các bạn ấn ấn cái này đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ ấn claim cái này đầu tiên. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ ấy, mọi người. Thì nó sẽ cho các bạn cái con Iron Bounty NFT này. Thì hình như là nó sẽ review trong vòng 24 giờ. Đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Cái này thì chúng ta đã ấn rồi nhé. Đây, cái này nhé. Ấn tiếp cái này này. Mình ấn thế này để nó khỏi cái mất cái ấy này. Tiếp theo là cái group gì nhỉ? Telegram này thì mọi người copy lại nhé. Chúng ta sẽ copy lại. Rồi, theo dõi cái Red gì nhỉ? Red Twin Pin N Twin From Zozo và tắc ba bạn bè Complete Tag và Submit ở đây. Ok, chúng ta sẽ quay lại đây. Chúng ta sẽ ấn vào đây anh. Chúng ta sẽ ấn vào đây để theo dõi cái group này nhé. Đây, chúng ta ấn join. Eo, đây hả? Trời ạ, sao nó tôi có được theo cái gì đâu mà đầy ấy nhỉ? Lạ ghê cái đấy. Này. Zozo. Rồi, ok, tiếp theo là chúng ta sẽ theo cái này, một cái flow này, cái này thì flow rồi, cái này flowing cũng đã chờ lâu rồi. Con này chưa thôi, con Zozo này của nó là chưa nhá. Đấy, flow xong thì mọi người có cái bài viết ở đây. 10.000 Zozo, cái chương trình này là 10.000 Zozo nhá, cái chương trình mình đang làm này này. Chúng ta sẽ ấn vào đây là grid. Chúng ta sẽ tắt nha, tắt bạn bè nhé. Ba bạn này. Đấy. Rồi, ok, các bạn ấn vào Tweets. Sau mọi người ấn vào Profile nhé. Quay lại đây thì mọi người ấn vào Claim Tag. Submit Tag này. Thì mọi người sẽ dán cái tên Twitter của các bạn vào đây nhé. Đây, Twitter này. Dưới là tên Telegram nha mọi người. Telegram thì mọi người sẽ vào đây. Chúng ta sẽ copy cái này và dán vào đây nhé. Con này hình như là không có rep, có rep gì đâu ấy. Cái này là rep cái gì đây? ADNFT hả? Có đâu này à, iDrop event cái gì đây? Ok, cái này thì mình đã xong rồi nhá, under review nhá. Thì chúng ta thấy là những cái mắc cái dây, chúng ta sẽ thấy là đây có 1.453 trên 30.000 nhá, cái này nhá, đến ngày mùng 4 tháng 9 hả, là end nhá, 1.800.000 Zozo nhá, và có cả cái box blink box, tức là FT, tức là một cái box ngẫu nhiên ấy. Mình sẽ mở cái box đấy nhé. Đây, chúng ta nhận sẽ nhận được một box ấy, chắc thế. Và cái này thì là cái gì, chúng ta sẽ ấn vào claim tag xem là nó có cái nhiệm vụ như thế nào, thì chúng ta sẽ làm dần dần.
Lời khuyên, bạn phải yêu cầu nhiệm vụ trước và sau đó mua Zozo. Nếu không, bạn sẽ không thể nhận được phần thưởng NFT. Nhiệm vụ có giới hạn là mua Zozo trị giá 18 BNB PancakeSwap. Bạn có thể yêu cầu NFT tiền thưởng. Tổng cung là nhắc về nhiệm vụ mua 18 BNB á. Thế nào phải không vậy? Wow, Crytek, Cramtech. Cái này thì cũng chịu rồi. Trời ơi, thế mà có 349 bạn theo á. Trời ạ. Đây nó bảo là theo dõi Zozo đến mua 18 BNB trở lên. Thì các bạn biết là 10 BNB là 3.000 mấy. 4.000 chứ, 4.900 đó. Trời ơi, gần 10.000 đó. Ờ, cái này là buy 1,5 này. Trời ơi, mấy cái buy này thì chịu rồi. 0,6 này. Phải không các bạn? 0,6 BNB này thì có thể chơi được này. Đấy, thế nhưng mà còn tí nó xuống thì sao? Buy thì chịu rồi. Cái này thế nào? Đây. Thử xem nhá. Nhấn vào nút yêu cầu nhiệm vụ sau khi nhận được hay mua thành công hộp mù trên trang web chính thức của Zozo NFT. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể mở yêu cầu NFT. Mỗi người dùng địa chỉ chỉ có thể tham gia nhiệm vụ này một lần. Ok, chúng ta sẽ ấn vào Camtech. Network Aeron, please try again less. Bố mày, network tao đang ok đây mà network còn cái gì? Có thì bảo có, không có bảo không có, mẹ đi. Nó bực mình. Không có thì đừng có mở ra, phải không? Bây giờ 2 trên 10 mà tự dưng lại bảo không có. Đấy. Trời. Buồn ghê cơ đó. Cái dễ nhất thì lại không ấy được. Giờ là mua min 0,1 BNB. Thử xem nào. Trời ạ. Cái này finish rồi. Win 20 times Zozo Market. Mấy cái này khó lắm mọi người ạ. Chắc là làm được cái đầu tiên đấy thôi mọi người ơi. Còn những cái dưới này khó ghê đi ấy. Thôi không chơi được đâu. Thôi mọi người ơi, không chơi được mấy cái nhiệm vụ này. Khó quá à. Mời bạn bè này xem nào, không có được cái gì không nào. Đây, thử xem nào. Cái này là mời bạn bè ba người, thử xem nào. Red Can Community Tech. Ủa là sao? Ơi làm nó cứ mắc mắc. Thôi thôi, chắc là mình tham gia được mỗi cái này thôi mọi người. Mấy cái mua mua này là không chơi được nha mọi người. Min nhỏ nhất là 0,1 BNB nha mọi người. Còn những cái mua mà nó mua mua không này thì cũng có thấy được đâu. Đấy. Còn Aeron hết ấy. Thôi thôi, chúng ta làm một cái đầu tiên này thôi nhá. BSC kỷ niệm BSC lần 1 này thôi. Còn cái khác thì thôi không làm nhá mọi người nhá. Thôi làm cái thôi. Link mình để bên dưới cho mọi người nhá. Con này thì không có rep riết gì cả nhá.